Theo đó, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên hay là tăng từ 3% trở lên, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép tự điều chỉnh. Nếu điều chỉnh tăng từ 5 tới dưới 10%, EVN phải báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu điều chỉnh tăng từ 10% trở lên hoặc là ảnh hưởng tới tình hình kinh tế vĩ mô, thì Bộ Công Thương phải tổng hợp ý kiến của các bộ ban ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.